Siêu Nhân xin chào cả nhà mình. Ngày mới Siêu Nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà ha. Cả nhà mình xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Siêu Nhân nha. Thì hôm nay tăng thợ lên, tăng thêm hai người thợ nữa thì cũng đơn giản thôi, cũng không có gì ăn hết. Để coi cái này cái gì nha. 1 2 3. Khui! Trời ơi. Xin lỗi cả nhà nha. Cái này Siêu Nhân thành thật xin lỗi cả nhà mình. Siêu Nhân không phải là muốn ghẹo cả nhà mình đâu, nhưng mà đây hấp dẫn quá phải khoe cả nhà mình thôi. Xin lỗi cả nhà mình. Cả nhà mình đừng có thèm nha. Gà ta nha cả nhà mình. Gà ta. Chứ không phải là gà Tam Hoàng nha, không phải là gà công nghiệp nha. Xin lỗi cả nhà nha. cả chiên sợt không có gì đâu, ngon, ăn đơn giản thôi. 1 2 3. Khui. Trời ơi, lại cũng xin lỗi cả nhà mình thêm lần nữa nha. Một lần nữa Siêu Nhân xin lỗi cả nhà mình. Không phải là Siêu Nhân muốn cố tình ghẹo cả nhà mình đâu, nhưng mà thiệt cả nhà mình thông cảm nha. Trời ơi, tiêu nó bay lên, hành lá nó bay ra, trời ơi nó thơm. Nồi cháo gà cả nhà ơi, thôi chết rồi, thiệt. Ăn dày chừng nào chết được cả nhà mình. Thiệt đó chứ. Tiêu nó bay ra nó thơm, hành lá nó bay nó thơm. Trời ơi, nồi cháo. Trời ơi trời, chịu gì nổi. Thiệt. Xin lỗi cả nhà mình. Này, nó chơi chơi chiều nay 7 anh em. 7 anh em sẽ xơi nồi cháo gà với lại hai con gà nha cả nhà mình. Hôm nay cho ăn ngon, hôm nay cho anh em thợ ăn ngon nha. Tại vì anh em thợ đua dùm cho Siêu Nhân quá, Siêu Nhân có cho anh em ăn ngon. Cả nhà mình thấy tối rồi mình giờ vẫn còn làm nữa ha. Đâu mà quá trời rồi cả nhà mình. Nè. Nó vô nó tham quan, nó coi coi nhà ở vậy được không á. Nó vô nó coi coi nhà ở vậy coi là mấy anh em sao nè, đó. Siêu Nhân xin chào cả nhà mình nha. Vào clip hôm nay Siêu Nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà mình. Thì hôm nay cả nhà mình thấy Siêu Nhân đã rải đòn tay ra ha. Cả nhà mình thấy nó hình thành một căn nhà ha. Thì rải cái đòn tay ra cả nhà mình dễ hình dung hơn ha. Nó khúc này rải rồi nè. Đó, rải rồi đó. Bốn người rải đòn tay mà gần một buổi rồi mà mới có được chưa được phân nửa nữa cả nhà mình. Nó vừa dài, mà nó vừa cao quá. Rồi tất cả đều hơi gây khó khăn cho mình chút xíu, giống như là cao quá thì mình cũng nhát giò chút xíu đó, vàng giáo rồi phải bắt tới bắt lui vậy đó. Nó hơi trở ngại hơn chút xíu. Rồi với lại hôm nay cả nhà mình thấy nó đã hình thành ra được cái đường cống ha. Cả nhà mình thấy ra cái đường cống thoát nước chưa? Quá trời, cái đường cống nó đẹp cả nhà ơi. Đường cống nó ngon, chất lượng cũng đẹp. Bây giờ là phải tốn tiền làm cái mặt trên nữa, chứ không thôi tụi nó sẽ té xuống và nó uống nước ở đó nữa. Mình không cho tụi nó lọt xuống ha cả nhà mình. Có con rồi đó, nó lọt lỡ nó lọt xuống với lại nó uống nước dơ rồi đó. Giờ Siêu Nhân phải tốn thêm một cái đường như thế nào không cần biết, là phải chạy dài đậy lại dắt dòng, đậy lại, nhưng mà phải tính toán mình đậy bằng cách nào để xịt rửa được nha cả nhà mình nha. Đậy thì đậy nhưng phải xịt rửa được, chứ còn đậy lại mà không xịt rửa được thì ở dưới này nó giống như là cái mương nó thú quắc luôn, nó thú rùm luôn. Thì mình phải làm biện pháp nào thì để cho chó con ví dụ như nó không có lọt xuống được và tụi nó không có uống được cái nước dơ, và đồng thời nữa là phải xịt rửa được. Chứ còn là mà bây giờ Siêu Nhân đậy viên gạch lên thì quá dễ rồi đó, nhưng rồi là không có xịt rửa được rồi bỏ qua là mai chịu thú quắc luôn. Siêu Nhân hôm nay vẫn giống như ngày hôm qua, vẫn tăng công lên nha cả nhà mình ha, vẫn tăng thêm hai người nữa ha. Nói chung là từ đây trở lên tới cuối cùng luôn là lúc nào cũng phải có 7 người thợ, lúc nào cũng có 7 người hết. Mai bắt đầu lập ton rồi cả nhà mình. Hôm nay thả đồng tay, ngày mai lập ton rồi đó.
Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình. Hôm nay nữa là ngày thứ 18 hay gì cả nhà mình. Thì mấy anh em đã thả được gần xong đòn tay ha cả nhà mình ha. Có nghĩa là một ngày bốn người thợ thả đòn tay ròng rã luôn. Gần xong thôi chứ bây giờ là chưa xong. Thì bây giờ tầm khoảng 4 giờ rồi. Hết ngày là xong, còn mấy cây nữa thôi. Hết ngày cũng như là trọn một ngày thả đồng tay là xong ha. Xuống nhân ngồi xuống cho cái nhà mình nhìn xéo lên xíu. Đó, đó cả nhà mình, đồng tay đã thả rồi cả nhà. Cái nhà thấy đồng tay thả không? Rồi xuống nhân đi xích tới cho cái nhà mình quan sát kỹ hơn ha. Với lại xem cái đường cống xuống nhân cho thợ làm cũng tương đối gần xong mà thiếu gạch. Giờ kêu thì vô không kịp, ngày mai vô tiếp thì mới xong được cái đường cống. Đó, đến tới đây là cả nhà mình thấy cái mái nhà mình hiện lên rồi ha. Rõ rồi cả nhà mình. Và cả nhà mình cũng tưởng tượng được là một cái ô của các bé sống như vậy là 5 ô, mỗi một ô là bự quá lớn. Cả nhà mình cũng nhìn thấy rồi ha. Có nghĩa là từ cái cột này, từ cái cột này qua cột này là một ô ha. Rồi cho cả nhà mình xem cái đường nước luôn. Cái đường nước này không cũng tiền không là bạc. Cả nhà mình thấy viên gạch gần ngàn đồng mà chứ nhân làm vậy bao nhiêu rồi gạch. Tiền không nha. Cho thêm cái đường nước này quá trớn, quá đẹp nha cả nhà mình. Nè. Cái đường này á, cái đường này là siêu nhân sẽ hứng nước dọn rửa từ trong ra trong nền. Cái này là nền gạch ha. Toàn bộ trong đây là nền gạch là hứng nước chùi rửa rồi trong đây ra cái đường này. Còn cái đường đất ngoài này là không có liên quan nha cả nhà mình. Cái đường đất này thì siêu nhân đang cho xây cao lên chút xíu để chặn lại nè. Cái nhà mình đây không thấy rõ, đây mới thấy rõ. Đây cái nhà thấy có gờ không, có gờ không nè. Cái dây này với cái dây này là bằng nhau. Chủ nhân sẽ tính là mua sắt 10 ở cái nhà mình đang thành cái dĩ đặt lên để cho nó các bé không có bị té xuống, với lại không có uống đồ dưới này á, với lại nó có kẻ hở mình mới xịt nước được á. Còn cái dây 10 phân này là chủ nhân chặn đất bên đây lại. Đó, đây là cái đường mương ha, cho tô trong hết toàn bộ nha cả nhà mình nha. Làm xong siêu nhân cho tô rảnh ha. Cả nhà thấy đường nước ngay ngắn ha, thẳng băng. Xe qua đầu bên đây cũng vậy luôn, mà đầu bên đây là hết gạch làm tiếp rồi, sẽ chui ra ngoài đó, nó sẽ chui ra ngay chỗ đó là bắt đầu là cặp cái dách bên ngoài á nha. Chúng ta cho bên ngoài, đi bên ngoài á để các bé nó không uống được, đi bên ngoài sẽ chạy xuống tới cái ao lớn ha. Còn đây là phần bên trong. Năm giờ là xong thả được đồng tay, bốn người thả đồng tay một ngày cả nhà mình. Nó dài quá, với lại giờ cả nhà mình thấy nó giới tầm không đó, cả nhà mình thấy hai bộ giàn giáo nè, thêm một người nè đứng nhón nè. Nó cao. Rồi đòn tay đã thả lên thì cả nhà mình dễ nhận ra căn nhà hơn không? Chủ nhân qua xây một vòng cho cả nhà mình nhìn thấy cái. Còn phía mái tôn trước này, ở đầu trước này là chiều cao sẽ là 3m2, có trên chút xíu. Rồi chủ nhân sẽ chấn cái vòm mái tôn xuống chút xíu nữa nha cả nhà mình, cho nó tăng cái độ thẩm mỹ lên tí nữa. Nói chung là tôn mình có chấn vòm nhỏ ha. Sở dĩ mà chủ nhân cho chấn vòm 20 thôi, vòm nhỏ thôi, là chủ nhân tận dụng cái chiều cao nha. Thì cho chấn vòm 30 xuống thì nó cập xuống, nó mất lại mình hết một bắt nữa. Chủ nhân cho chấn 20 thôi để cho cái chiều cao mình còn
nhìn vô rất là cao để là thông thoáng cho các bé ha. Thì cái này là đó là cái chiều cao này thì cả nhà mình thấy là các bé nó chơi trong đây là nói về mà mưa mà có tạt đi chăng nữa, mà đúng hướng đi chăng nữa thì nó cũng vô tới tầm này là hết, không có vô được sâu nữa nha cả nhà mình, tại vì mình có cái máy vòm xuống nữa vô tới tầm cái cột mà là hết, nếu mà mưa gió chứ còn không có bao giờ tạt vô tới trong nha. Xung quanh bít xung quanh dắt dòng là mình bít tôn hết ha cả nhà mình, bít tôn hết toàn bộ ha. Để nhiều khi mưa gió tạt với lại các bé nhìn ra bên ngoài rồi nó ồn ào này kia nọ. Còn cái vấn đề là nguyên cái vàng từ cả nhà mình thấy đi, từ mặt đất mà lên tới đó 3m2 mà nó rộng qua tới 25m thì cái việc mà ngợp các bé là không có ngợp nha ha. Rồi cái này cả nhà mà mai chiều mình có làm thí dụ như mà hô mà mũi nhiều, cả nhà mình muốn chống ruồi chống mũi cũng rất là dễ nữa, bởi vì là xung quanh giáp vòng mình đã được kín hết, cả nhà mình chỉ cần chấn cái vàng này nữa thôi, là chấn cái mặt vàng mặt tiền nữa thôi là nguyên cái khu trong đây là không có con mũi nào, nó cũng rất dễ làm. Tất cả cột đồ của siêu nhân dựng lên nó thước tất hết rồi, nó ngay ngắn hết rồi, thì cả nhà mình muốn làm chống mũi thì dễ lắm nha. Cái này nữa thí dụ như mà ở đây có mũi thì cả nhà mình làm vô rồi rất là dễ, nhưng mà siêu nhân ở đây bữa giờ là không thấy có mũi nha cả nhà mình. Mấy anh em đây thợ đây ngủ là không có cái mụn nào nha, không có cái mụn nào hết. Gần lên cây cuối cùng rồi nha nhà mình nha, còn một cây nữa là lên cây cuối cùng rồi, còn hai cây nữa là mình hoàn thành cái việc thả đòn tay. Ngày mai là thứ mấy, ngày mai bắt đầu lập ton nha, ngày mai là thứ năm thứ năm ngày sáu tháng sáu là mình lập ton ha. Siêu nhân dự đoán mình lập ton cái này 5 người lập, tấm ton nó dài nè, tấm ton này các nhà thấy không, siêu nhân cắt nó làm 3 đoạn lận nha, tại vì đúng là cắt làm hai đoạn thì siêu nhân đỡ vật tư hơn, có nghĩa là cái mối nối nó ít lại. Tuy nhiên thì làm hai đoạn thì xe vận chuyển không có được, xe vận chuyển vô quanh cua cái nhà mình nó dài quá không có quanh được, đâm ra là buộc lòng siêu nhân phải cắt làm ba như vậy thì nó con ấy có mí nhiều hơn, nó hao vật tư hơn chút xíu. Thật sự ra một đường gói mí thôi cả nhà mình không thấy bao nhiêu, nhưng mà là gói mí sẽ là một bên 20, hai bên là 40 cả nhà mình nhân cho 25m thì nó ra cũng là nhiều mét ton nha cả nhà mình. 4 × 10 = 40 là 20m là đã 8m ton rồi, 10m chẵn cả nhà mình gói mí một đường á, nó sẽ ra 10m ton, cả nhà mình thấy khủng khiếp không. Gói mí một đường một 10m ton, trời, siêu nhân cũng chưa tính, giờ nói đọc cho cả nhà mình siêu nhân mới tính nghe cái hết hồn rồi. Cả nhà mình nhìn thấy ở trong nhìn ra nè, đó ngay ngắn nha cả nhà mình nha. Siêu nhân dự tính là 5 người lập ton nha. Siêu nhân đang tính trong đầu của siêu nhân là ngày mai siêu nhân sẽ cho 5 thợ lập thì siêu nhân dự định lập cái này khoảng cỡ 4 ngày lập ton. Bởi vì mình khó là gì, mình tại sao mình phải 4 ngày, 5 người mà sẽ phải 4 ngày, là cái lý do mình khó là gì, lý do mình khó là mình cao và mình có tấm cách nhiệt. Siêu nhân cho thả cách nhiệt toàn bộ hết nha cả nhà mình nha, thả cách nhiệt hết toàn bộ luôn nha. Tất cả là đều được thả cách nhiệt thì đâm ra mình giống như mình lợp 2 lần vậy đó, có cái tấm cách nhiệt lên đó thì mình làm nó lâu lắm, mình sợ rách tấm cách nhiệt rồi đó, với lại căng cho thẳng thớm rồi đó, làm cho nó nhìn coi cho nó được thẳng thớm ngay ngắn thì nó lâu lắm. Cho cách nhiệt hết toàn bộ nha cả nhà mình.
có cách biệt thể lẹ, mà không cách biệt, không cách biệt thì nó nóng, nó nóng với lại nó một phần nó nóng với một phần nó sẽ nghe tiếng ồn rồi cũng nhiều lắm. Có cách nhiệt vô thì nó giờ cũng giảm được cái giọt mưa á, xuống cái nhà mình nghe âm thanh nó nhỏ lại, thì khi nó ồn quá các bé nó giật mình nó sủa không chừng nữa. Thôi coi như là hết ngày, hết ngày hôm nay nữa là ngày năm tây. Siêu nhân xin phép cả nhà mình cho siêu nhân tạm dừng clip lại ha. Cuối clip siêu nhân xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha. Cả nhà mình xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho siêu nhân ha. Siêu nhân chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video tiếp theo nha. Cả nhà mình theo dõi kênh siêu nhân để coi siêu nhân làm này, cái máy ấm này lên như thế nào nha cả nhà mình. Cả nhà mình theo dõi, cả nhà mình sẽ thấy siêu nhân dựng cái máy ấm này từ ban đầu cho đến hoàn thành nó như thế nào ha. Chi tiết nhỏ siêu nhân làm cái gì ha. Giờ siêu nhân xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà mình.